Kết thúc kỳ nghỉ lễ dài ngày thì thị trường đã quay trở lại giao dịch với tâm lý tiêu cực bao trùm theo sau sự sụt giảm của thị trường Mỹ đêm qua. Cụ thể là VN Index đã chào tháng 9 bằng cách lao dốc 12 điểm ngay từ khi mở cửa, và diễn biến tiêu cực này thì bắt nguồn từ thông tin là PMI tháng 8 của Việt Nam đã giảm xuống còn 52,4 điểm từ mức 54,7 điểm của tháng trước. Một loạt blue chip thuộc nhóm VN30 như là Vietcombank, GVR hay là FPT thì chính là những yếu tố đã gây áp lực lên thị trường trong phiên sáng. Mặc dù là đã có những nhịp hồi ngắn trong phiên và giúp cho chỉ số thu hẹp đà giảm còn khoảng 7-9 điểm, tuy nhiên thì diễn biến chung của cả phiên ngày hôm nay đó là VN Index chìm sâu trong sắc đỏ. Kết thúc phiên thì VN Index đã giảm 8,07 điểm, tương đương với 0,63% về mức 1.275,8 điểm. VN30 thì lùi sâu 13,81 điểm, tương đương với 1,04%, xuống còn 1.317,71 điểm. Số ngành giảm đã áp đảo số ngành tăng điểm, và trong đó thì diễn biến tiêu cực nhất được nhìn thấy rõ ở ngành dầu khí, viễn thông. Ở chiều ngược lại thì y tế và bất động sản cùng với đầu tư công là những nhóm ngành hiếm hoi tăng điểm. Về phân tích kỹ thuật thì sau hơn một tuần đi ngang trong trạng thái giằng co thì VN Index phiên ngày hôm nay đã cho thấy rõ tâm lý của các nhà đầu tư khi mà mở phiên gap down và không lấp gap trong suốt cả phiên. Sự e ngại rủi ro trong bối cảnh thị trường khá yếu khi mà không thể vượt qua được 1.300. Nhiều khả năng là trong các phiên tới thì VN Index sẽ tiếp tục chỉnh về hỗ trợ gần nhất là quanh 1.250 điểm. Cụ thể hơn về tình hình cổ phiếu ngày hôm nay thì đầu tư công chính là ngành có sắc xanh lan tỏa nhất, với các đại diện như là HHV tiến 5,9%, LCG 3,2%, VCG 2,6%, DPG 2,08%, CII tăng 1,3%. Liên quan đến cổ phiếu HHV thì sáng ngày hôm nay, Phó Thủ tướng đã cùng đoàn công tác của Chính phủ tới khảo sát khu vực thực hiện hai dự án cao tốc đó là Tân Phú Bảo Lộc và Bảo Lộc Liên Khương. Liên quan đến vốn thực hiện của hai dự án này thì Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả cho biết tập đoàn đã cam kết góp đủ vốn để làm hai tuyến cao tốc nói trên. Bên cạnh đó thì cổ phiếu HBC đã tiến 5,2% sau khi thông báo lợi nhuận sau thuế tăng thêm hơn 90 tỷ đồng sau báo cáo soát xét. Nhóm bất động sản thì bất ngờ bứt phá dưới sự dẫn dắt của Vinhome, và đây cũng chính là cổ phiếu tăng điểm có ảnh hưởng lớn nhất đến VN Index ngày hôm nay. Cụ thể là VHM đã tiến 2,4%, Phát Đạt 3,9%, CEO 3,1%, VRE 2,6%, DXG 1,3%. Một trong những thông tin đáng chú ý với thị trường bất động sản miền Bắc đó là ngày 7 tháng 9 tới đây thì Đất Xanh miền Bắc cùng với tập đoàn Nam Cường tổ chức mở bán khu đô thị mới Dương Nội. Bên cạnh Vinhome thì GAS chính là cổ phiếu đóng góp thứ hai vào sự tăng điểm của VN Index khi mà GAS đóng cửa tiến thêm 0,7%. Ngày 13 tháng 9 tới đây thì sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức của GAS, và trong đó thì nhà đầu tư sẽ được nhận tiền mặt là 6.000 đồng một cổ phiếu, đồng thời sở hữu thêm 50 cổ phiếu thì sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới. Dòng tiền chán nản thì đã tìm đến nhóm cổ phiếu phòng thủ, và tiêu biểu đó là y tế với IMP tăng trần, DVN, AMV, TNH thì tăng từ 3 cho tới 3,3%, DHG tiến 0,7%. Nhóm ngân hàng thì phân hóa, và trong đó thì CTG đã thể hiện được sức mạnh khi mà chủ yếu kéo trong phiên chiều và đóng cửa với mức tăng 0,7%. Ngoài ra thì còn có AIB tiến 0,3% hay là BID 0,1%. Tương tự như nhóm ngân hàng thì Vinamilk và HNG chính là hai cổ phiếu hiếm hoi của ngành thực phẩm đồ uống đóng cửa trong sắc xanh, với Vinamilk tăng 0,5%, HNG tiến 0,4%. Cổ phiếu Hasako thì đã tăng kịch trần sau nghị định giảm thuế trước bạ 50% cho ô tô lắp ráp trong nước từ ngày 1 tháng 9. Ở chiều ngược lại thì nhóm ngân hàng chính là tội đồ gây ra sự sụt giảm của VN Index, với cổ phiếu giảm điểm có ảnh hưởng lớn nhất đó là Vietcombank với mức giảm là 0,8%. Trong phiên thì đã có lúc VCB để mất tới 1,5%, tuy nhiên đã được kéo hồi phục nhanh chóng trong phiên chiều. Các đại diện ngân hàng khác bao gồm có VB Bank đã giảm 2,3%, Techcombank 1,5%, MBB 1,8%, HD Bank 2,1%, TBB, STB và SHB thì cùng giảm 1,4%. Theo sau sự suy yếu của cổ phiếu Nvidia tại thị trường Mỹ thì FPT đã có lúc lùi 2,5% trong phiên sáng. Tuy nhiên thì cổ phiếu này đã bất ngờ được kéo trong phiên ATC và đóng cửa tại mức giảm 1,3%. Cổ phiếu Masan thì giảm 1,6% sau khi SK Group đã gia hạn quyền chọn bán với Masan Group thêm tối đa là 5 năm, đồng thời bán lại 7,1% cổ phần của WinCommerce cho Masan với giá là 200 triệu đô la Mỹ. Một loạt các cổ phiếu thực phẩm đồ uống cũng có diễn biến tiêu cực như là HAG giảm 3,7%, DBC 1,9%, ANV 1,6%, BAP 0,5% và Sabeco thì cũng mất 0,5%.
Nhóm cao su tự nhiên thì cũng đóng cửa trong sắc đỏ sau một thời gian tăng liên tiếp nhờ vào kỳ vọng của thị trường. Trong đó thì GVR giảm 1,8%, DPR 2,6% và PHR cũng mất 1,3%. Các cổ phiếu dầu khí đã chịu áp lực bán mạnh nhất ngày hôm nay khi mà giá dầu thế giới trượt dốc mạnh trong thời gian Việt Nam nghỉ lễ. Tiêu cực nhất thì đó là PVD mất 2,7%, PVC giảm 3%, PVB 2,4%, BSR 2,5%. Thanh khoản thị trường đã suy yếu 2 tháng liên tiếp chính là tác nhân khiến cho cổ phiếu nhóm chứng khoán lao dốc như là SSI và VN Direct cùng mất 1,6%, SHS 2,4% và MBS giảm 1,8%. Về tình hình khối ngoại thì các nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng mạnh mẽ 788 tỷ trên cả 3 sàn, trong đó thì tập trung bán ròng vào DGC giá trị 141 tỷ, HPG 107 tỷ hay là VB Bank giá trị 102 tỷ. Sau khi mở gap rơi mạnh 25 điểm khi mở cửa, thị trường phái sinh đã giao dịch trong sắc đỏ ở suốt cả phiên và đến khi đóng cửa thì hợp đồng F1 đã giảm 18,7 điểm, còn 1.314 điểm. Tiếp theo đến với chứng khoán thế giới, thì chứng khoán phố Wall đã đồng loạt suy yếu vào ngày thứ ba, mùng 3 tháng 9 với chỉ số Nasdaq lao dốc mạnh nhất khi mà để mất 3,2%. Sự sụt giảm này thì chủ yếu đến từ các cổ phiếu công nghệ với các đại diện như là Nvidia giảm 9,5%, Alphabet mất 3,6%, Apple 2,7% hay là Microsoft thì cũng giảm 1,8%. Tâm lý thị trường Mỹ đã bất ngờ suy yếu sau khi dữ liệu của Viện Quản lý Cung ứng cho thấy là hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ vẫn ảm đạm khi chỉ số sản xuất PMI tháng 8 ở mức 47,2, cải thiện nhẹ so với mức 46,8 của tháng trước. Theo sau phố Wall đêm qua thì chứng khoán châu Á chìm sâu trong sắc đỏ ngày hôm nay. Trong đó thì thị trường Nhật Bản chính là nơi tiêu cực nhất khi mà chỉ số Nikkei 225 để mất 4,2%. Đây cũng là phiên bán tháo mạnh nhất của chứng khoán Nhật kể từ đầu tháng 8. Cuối cùng đến với thị trường hàng hóa và tiền tệ, thì phiên ngày 4 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước đã bơm 11.875 tỷ đồng cho 4 ngân hàng thương mại qua kênh OMO với lãi suất là 4,25% một năm. Tỷ giá chợ đen thì đã tăng lên mức 25.400 đồng theo chiều bán ra và 25.250 đồng theo chiều mua vào. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Phai Chi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!